Moli xin kính chào, tái ngộ quý khán giả thân thương đã quay trở lại với kênh The Saigon Post. Thưa quý vị, mặc dù trước đây quân đội nga vẫn có ưu thế về hỏa lực pháo binh, nhưng khi ngành công nghiệp quốc phòng phương tây dần mở rộng năng lực sản xuất, thì tình hình này dần đảo ngược. Washington Post dẫn nguồn từ một quan chức quân sự Ukraine giấu tên cho biết trong tháng 4 dù thiếu đạn pháo, Ukraine vẫn bắn khoảng 7.700 quả mỗi ngày. Trong khi đó, theo một số ước tính, phía Nga đã bắn số đạn pháo nhiều hơn Ukraine gấp 3, thậm chí gấp 4 đến 5 lần, tức trên 20.000 quả mỗi ngày. Theo AP, với cường độ bắn 6.000 đến 8.000 quả đạn pháo mỗi ngày, thì cứ 2 ngày, Ukraine tiêu thụ hết số đạn pháo Mỹ sản xuất được trong một tháng ở giai đoạn trước khi bùng nổ xung đột. Gần đây, mặc dù quân đội Nga vẫn có ưu thế về hỏa lực pháo binh, nhưng khi ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây dần mở rộng năng lực sản xuất, tình hình này đang dần đảo ngược. Có lẽ ngay khi sang năm 2024, ưu thế về pháo binh sẽ thuộc về quân đội Ukraine. Theo Defense One, Douglas Bush, trợ lý của tư lệnh lục quân Mỹ, tiết lộ rằng sản lượng đạn pháo hàng tháng hiện tại của Mỹ đã tăng từ 14.000 viên trước xung đột Nga-Ukraine lên 24.000 viên hiện tại và đến đầu năm 2025, sản lượng đạn pháo hàng tháng sẽ tăng lên 70.000 đến 80.000 viên. So với Mỹ, các quốc gia EU sản xuất nhiều đạn pháo hơn. Riêng công ty quốc phòng Rheinmetall của Đức hiện có sản lượng hàng tháng gần 40.000 viên đạn pháo. Nếu Rheinmetall nhận được hỗ trợ tài chính từ EU hoặc chính phủ Đức, hoặc có thể tăng lên 60.000 viên đạn pháo một tháng vào năm tới. Tất nhiên, công ty này không chỉ sản xuất đạn pháo cỡ 155mm mà còn cả đạn pháo tăng cỡ 120mm. Sự hỗ trợ của Mỹ, Liên minh châu Âu cùng các quốc gia và tổ chức khác dự kiến có thể đáp ứng mức tiêu thụ đạn pháo của quân đội Ukraine ở mức 100.000 viên mỗi tháng vào năm tới. Câu hỏi đặt ra là ngành công nghiệp quốc phòng Nga liệu có đáp ứng yêu cầu về đạn pháo rất lớn của quân đội Nga khi quân đội Ukraine đang được tăng tốc tiếp sức trong cuộc đối đầu về hậu cần này. Thưa quý vị, theo Bộ Quốc phòng Nga, ngành công nghiệp nước này hiện có thể sản xuất khoảng 120.000 viên đạn cỡ lớn mỗi tháng. Đạn cỡ lớn được đề cập ở đây là cỡ 100 mm trở lên, bao gồm đạn pháo 152, 122 mm, đạn pháo tăng 125 mm, đạn cối 120 mm và hai loại rocket 122, 130 mm. Do năng lực sản xuất ở hậu phương chưa đáp ứng kịp cho chiến trường tiêu thụ, vậy quân đội Nga đã giải quyết với tình huống này ra sao? Theo các nguồn tin của Nga, hiện họ động viên tất cả các loại đạn pháo có thể đưa ra chiến trường, bao gồm cả những loại đạn cấp 4, tức là loại đạn đã xuống cấp nặng và muốn sử dụng thì phải được kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là quân đội Nga không có thời gian và không đủ nhân lực, vì vậy chúng chỉ có thể được gửi thẳng đến chiến trường để cho các đơn vị pháo binh tự kiểm tra xem lô đạn nào có thể bắn được và lô đạn nào không bắn được, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước cuộc nổi loạn vừa qua, Ông Trùm Prigozhin cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga đã giữ lại đạn của lực lượng Wagner, trong khi kho của quân đội Nga có nhiều đạn khiến các tay súng của ông gặp nhiều khó khăn và thường vong, nhưng sự thật có phải như vậy. Trên thực tế, khi lực lượng Wagner đang tiến công ở Bắc Mút, quân đội Nga cũng chiến đấu trên các mặt trận khác và có nơi lực lượng chính quy bị thiếu đạn cục bộ, tức là cùng khó khăn như nhau. Do vậy, cáo buộc của Wagner rằng Nga chủ trương không tiếp tế đạn pháo cho lực lượng này là không thỏa đáng. Hơn nữa, vào thời điểm đó, ai cũng biết quân đội Ukraine đang lên kế hoạch phản công với sự hỗ trợ của phương Tây, mỗi ngày một lượng lớn trang bị và đạn dược được chuyển cho kiev điều đó buộc bộ quốc phòng nga phải tính toán cân đối tích trữ nguồn dự trữ hậu cần sẵn sàng cho đánh lớn Hiện tại trong bối cảnh Ukraine phản công, quân đội Nga có thể tiêu thụ nhiều nhất khoảng 50.000 viên đạn pháo mỗi ngày, không còn mạnh tay bắn đến 70.000 đến 80.000 viên hoặc thậm chí nhiều hơn khi tiến hành bao vây thành phố Severodonetsk, Lysychansk vào tháng 6 năm ngoái. Ở phía ngược lại, trong cuộc phản công hiện nay, quân đội Ukraine có thể bắn tới 15.000 viên đạn pháo mỗi ngày. Đồng thời, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đang nghiêm túc xem xét việc chuyển giao đầu đạn chùm gây tranh cãi cho Ukraine. Theo nhiều nguồn thạo tin nói với CNN, các nguồn tin cho biết Nhà Trắng dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng và nếu được thông qua, số vũ khí này có thể được đưa vào gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine ngay trong tháng 7 này. Đạn chùm chứa hàng chục đầu đạn nhỏ được sử dụng nhằm vào nhân lực đối phương và các mục tiêu bọc thép nhẹ, đầu đạn được tung ra rải rác trên một khu vực rộng lớn để tăng tính sát thương. Kiev đã thúc đẩy Washington cung cấp loại đạn này từ năm ngoái, nhưng Mỹ vẫn chưa đồng ý vì lo ngại về rủi ro mà nó gây ra cho dân thường và vì một số đồng minh quan trọng của Mỹ, bao gồm Anh, Pháp và Đức đã ký cam kết cấm đạn chùm. Các quan chức và nhà phân tích quân sự cũng không rõ liệu nguồn đạn pháo mà Ukraine sử dụng có bền vững hay không nếu cuộc phản công kéo dài và đạn chùm được cho là có thể giúp lớp đầy khoảng trong đó. Laura Cooper, phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ, cho biết ngũ giác đài tin rằng đạn chung DPICM sẽ là vũ khí có ích cho Ukraine để đẩy lùi lực lượng Nga. Các chuyên gia quân sự chúng tôi nhận định đạn dược cải tiến thông thường lưỡng dụng DPICM sẽ có ích, đặc biệt để chống lại các chiến hào, công sự của Nga trên chiến trường. Bà Laura phát biểu, nhấn mạnh từ góc độ hiệu quả trên chiến trường, đây là vũ khí hữu ích. Lý do chúng ta chưa thấy bước tiến nhằm cung cấp loại đạn này cho Ukraine có liên quan đến những hạn chế của quốc hội đối với việc viện trợ DPICM, cũng như lo ngại về sự đoàn kết với các đồng minh, bà giải thích. Đạn chùm hay bom chùm khi kích nổ sẽ phân tán các viên đạn nhỏ ra khu vực rộng lớn. Chúng có thể không phát nổ hết khi được giải phóng ra và có thể gây rủi ro lâu dài cho bất cứ ai chạm phải, tương tự như miền. Đối với Ukraine, đạn chùm, bom chùm có thể giải quyết hai vấn đề chính cho Kiev là cung cấp thêm đạn dược cho các hệ thống pháo và tên lửa mà Mỹ và các nước khác viện trợ, cũng như ngăn ưu thế của Nga về số lượng pháo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình khám phá kiến thức quân sự ngày hôm nay trên kênh The Sucron Post. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến cuối chương trình. Hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục dành tình cảm yêu mến cho kênh bằng cách nhấn vào nút like, video, chia sẻ cũng như đăng ký kênh còn bây giờ xin được kính chào hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo